Trung Kim Ô Tô chào anh em nhé. Siêu phẩm Win để quên 4 năm nay. Lãng quên 4 năm. Đấy. Em đã mang ra vệ sinh, xử lý và em lau chùi, ủ dầu sạch sẽ đây. Và chiếc xe này là chưa về đến nhà, chưa cho xuống thùng. Thì có 4 năm bác trai tranh nhau mua. Mình nói tranh nhau mua thì nó hơi buồn cười, nhưng nó là sự thật. 4 năm anh trai đều muốn mua. Thì có bác trai ở Thái Nguyên bác chuyển tiền rồi, nhưng mà có anh trai trong Minh cũng chuyển tiền. Nếu cùng hai bên nói chuyện với nhau thì anh trai Thành phố Hồ Chí Minh đã mua thành công anh em nhá. Đấy, thì em quay qua cái video em đăng lên là chiếc xe biển 19H3 3240 đã bán nhá anh em nhá, xe đã bán. Đấy, một nữa anh chị em mua xe phục dựng xe thì theo dõi Trung Kiên, đổi Trung Kiên. Nhấn mạnh anh em chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin nhá. Còn đến với em là tiền nào của ấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận về giá trị xe bấy nhiêu anh em nhá. Đấy, em quay lại cho anh em vòng này, đây thụt này. Đấy, vành bánh thụt này. Đấy. Là zin hết anh em nhá, dạng zin này. Đấy, hơi đầu bò này. Hơi đầu bò vẫn là chính hãng Honda nhá. Còn xe đi lâu rồi thì cũng không thể biết được là nó zin chính xác hay không thì không cãi nhau. Còn em chỉ biết là có tên nào đăng lên đúng như thế và em bán. Đấy, còn zin em nói là zin. Đấy, còn lô em nói là lô, quan điểm em rõ ràng thế. Còn thuận mua vừa bán, anh em nhìn anh em hợp nhãn thì anh em mua. Chứ em không biết anh em là ai mà anh em không biết là ai. Mà anh em theo dõi em, anh em đủ lòng tin, anh em cảm thấy à con xe là vừa túi tiền rồi anh em mua. Đúng không? À, như con này hôm qua mà bác trai Thành Minh bác còn phải nói khéo mãi cho bác trai Thái Nguyên để lại chứ. Đấy, còn anh em biết một chiếc xe Win đi 20-30 năm này rồi thì nó không thể tránh khỏi được xước xét, được xấu, rồi người ta phải xử lý lại nọ kia. Đấy, đúng không? Nhưng nếu anh em bỏ ra này 26 triệu này. Đấy, anh em thích bỏ ra 26 triệu mới tinh luôn này. Đây mới tinh chưa? Đấy, lốp đẹp chưa, sạch sẽ chưa? Đúng không? Có 26 triệu thôi. Đấy. Tất cả mọi thứ đây. Như con này này. Đấy anh em, như con này cũ này. Này, lốp gì thủng hết này. Đấy, xước hết này. Đúng không? Tại sao người ta vẫn mua với giá gấp đôi gấp ba lần? Quan trọng người ta thích thôi anh em ạ. À, yêu cái mộc, yêu cái quý. Đấy anh em nhá. À, ý em muốn diễn giải với anh em rằng nếu anh em thích bỏ ra 26 triệu, em phục dựng lên cũng được Win Honda nhưng mới tinh luôn. Anh em sẵn đổ xăng chạy. Còn anh em thêm đồ zin cái gì em tính tiền đồ đấy, còn như con này này đây đi 2 30 năm rồi nó phải có xước chứ anh em, nên nó phải có xước chứ. Làm sao mà tránh khỏi được. Đấy, nhưng những người ta chơi cái mộc này thì ta này hiểu về thì ta lại mua. Đấy, còn những người đã không hiểu được cứ mua mới đi. Mà cũng không phải nhiều người có tiền hay không có tiền đâu anh em nhé. Nhiều khi có tiền người ta chỉ mua 26 triệu ta đi thôi. Nhưng mà có những người ta có rất nhiều tiền chỉ mua 26 triệu. Nhưng có người ta chỉ có 100 triệu người ta mua cả xe 100 triệu luôn. Đấy, anh em hiểu vấn đề chưa? Ok nhá. Đấy, thì em đăng tạm video lên cho anh em biết là chiếc xe này đã bán. Và hẹn tất cả những bác trai mua sau này hay gọi sau này thì là về nhì nhá. Thì lần sau theo dõi em. Anh em có lên YouTube, anh em gõ chữ chuyên Win 100 nó hiện lên em đang đăng ký kênh giúp em Trung Kiên Mô Tô. Đấy, còn chủ mua thì alo cho em qua số hotline 0358 444 888 hoặc 0354756789. Đấy, Zalo của em là 0778244498 anh em nhé. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh chị em. Ok, thì em gửi cho bác trai Thiếu Như Minh ạ.